tiết lộ kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine của ông Putin và ông Tập Cận Bình. An ninh Nga ngăn chặn âm mưu phá hoại tàu sân bay duy nhất. Cuộc chiến mèo vờn chuột giữa không quân Ukraine và UAV Nga. Tác chiến điện tử Nga khiến vũ khí công nghệ cao của phương Tây trở nên vô dụng. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức thời sự được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Nghệ An TV. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình. Mới đây, trong bức thư viết cho các đồng nghiệp châu Âu sau chuyến thăm Nga và Trung Quốc, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có thể sẽ diễn ra sớm nhất trong năm nay. Theo đó, trong những lá thư mà Thủ tướng Orbán gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary đã cảnh báo 2 tháng tiếp theo của cuộc xung đột sẽ kịch tính hơn bao giờ hết. Ông Orbán cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 40-50.000 người mỗi tháng do cường độ giao tranh ngày càng gia tăng. Đó là lý do tại sao ông Putin ngạc nhiên trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời. Chính trị gia này cũng kêu gọi EU khởi động một cuộc đối thoại hòa bình mà không có Mỹ, vì người ta không nên mong đợi những sáng kiến từ phía Mỹ do chiến dịch bầu cử. Thủ tướng Hungary viết, dựa trên các cuộc đàm phán của tôi nghĩ rằng hiện nay có nhiều khả năng hơn là tất cả các đề xuất về lệnh ngừng bắn và lộ trình đàm phán hòa bình sẽ được đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, ngày 9 tháng 7, có thông tin cho biết, trong một lá thư gửi cho ông Michel, Thủ tướng Hungary tiết lộ vai trò của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, nếu bà Merkel vẫn nắm quyền vào đầu năm 2022, cuộc xung đột sẽ không bắt đầu do kỹ năng ngoại giao của bà. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, bà Merkel có khả năng, trí thông minh và kỹ năng để cô lập các cuộc xung đột có hại cho châu Âu. Ông Orbán cũng nói thêm rằng các nước phương Tây đã phạm sai lầm lớn khi góp phần làm leo thang xung đột. Do đó, thay vì cô lập cần thiết, tình hình chỉ trở nên trầm trọng hơn. Tóm tắt kết quả chuyến đi của mình tới Nga, Thủ tướng Hungary khẳng định rằng ông không đưa ra bất kỳ đề xuất nào cũng như không bày tỏ ý kiến nào thay mặt cho Hội đồng châu Âu và EU. Ông Orbán tin rằng thái độ của Tổng thống Putin đối với tình hình ở tuyến đầu khác biệt đáng kể so với cách diễn giải của ông Zelensky. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB mới đây cho biết họ đã ngăn chặn thành công kế hoạch của tình báo Ukraine nhằm phá hủy đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Moscow ở miền Bắc nước Nga. FSB cáo buộc hồi tháng 3 năm nay, một sĩ quan tình báo Ukraine tự giới thiệu là Oleg đã liên hệ với một công dân Nga đang làm việc trên tàu thông qua ứng dụng WhatsApp và Telegram. FSB đã cáo buộc Oleg đã treo thưởng lớn và gợi ý về cơ hội ra nước ngoài làm việc nếu người trên thực hiện cuộc tấn công để phá hủy tàu. FSB cáo buộc hoạt động này được đích thân giám sát bởi người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, ông Kirilo Budanov. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine chưa bình luận về thông tin mà FSB cung cấp. Phía Nga chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc trên. Ngoài ra, FSB cũng cho biết họ đã ngăn chặn được âm mưu giám sát các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. FSB cho biết tất cả những người tổ chức và đồng phạm, bao gồm cả công dân nước ngoài, đã bị truy nã và sẽ bị truy tố theo luật pháp Nga. Trước đó, FSB cáo buộc Ukraine có kế hoạch lôi kéo phi công Nga để thực hiện vụ cướp máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3. Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công vụ việc. Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất mà Nga sở hữu hiện nay. Nó hiện là chiến hạm lớn nhất của Nga và nằm trong biên chế hạm đội phương Bắc. Tàu có thể mang theo 26 máy bay và 24 trực thăng trên boong. Kuznetsov được hạ thủy năm 1985, đã tạm ngừng hoạt động và đang được sửa chữa từ năm 2018 sau khi một chiếc cần cầu đổ sập vào tàu tại một ụ nổi gần Murmansk. Tháng 7 năm 2023, truyền thông nhà nước Nga đưa tin con tàu có thể hoạt động trở lại vào cuối năm nay. TASS trích dẫn một nguồn tin quốc phòng giấu tên đưa tin, nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình thử nghiệm, thì việc lịch trình chuyển sang năm 2025 là không thể tránh khỏi. Năm ngoái, báo Nga Ivestia dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu sân bay đô đốc Kuznetsov dường như sẽ được tích hợp thêm hàng loạt hệ thống phòng không và vũ khí trong quá trình đại tu. Moscow được cho sẽ tích hợp lên chiến hạm các hệ thống pháo và tổ hợp phòng không PASS-M mới nhất. Ngoài ra, một hệ thống điều khiển phòng không thích hợp mới cũng sẽ được trang bị cho tàu Kuznetsov. Hệ thống trên sẽ tự động nhận biết mục tiêu, phân chia nhiệm vụ giữa các tổ hợp phòng không để bắn hạ mối đe dọa. Ivestia nhấn mạnh rằng các vũ khí mới sẽ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công lớn và chiến hạm, từ các cuộc tấn công bằng máy bay và trực thăng đến các cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái. Ngoài hệ thống phòng không, Nga dự kiến sẽ trang bị bom tầm xa chính xác
cho các máy bay trên tàu. Các loại bom mà tàu sân bay được trang bị có thể tấn công chính xác các vật thể đang di chuyển, đặc biệt là các vật thể bọc thép và các mục tiêu trên mặt đất. Đội máy bay trên tàu Kuznetsov bao gồm hai dòng tiêm kích MiG-29 và Su-33. Tờ Warzone mới đây đưa tin, những nỗ lực của Ukraine trong việc ngăn chặn máy bay không người lái UAV Nga đã đạt được bước ngoặt với sự xuất hiện của máy bay hạng nhẹ Arobrak A-22. Dù có quy mô hạn chế, phi đội máy bay A-22 của Ukraine đã đạt được nhiều thành công trong việc ngăn chặn UAV trinh sát và cảm tử Nga. Một chiếc A-22 chở theo một binh sĩ mang súng máy tự động có thể đánh chặn hầu hết các UAV cỡ nhỏ của Nga ngay trên không. Vai trò của các máy bay hạng nhẹ như A-22 trong việc đánh chặn UAV thể hiện rõ qua video được quân đội Ukraine đăng tải gần đây. Lợi dụng máy bay A-22 cơ động đảo vòng trên không, binh sĩ Ukraine dùng súng máy đánh chặn UAV Nga. Kết thúc video, binh sĩ Ukraine bắn hạ thành công UAV Nga sau màn mèo vườn chuột kéo dài 45 giây. Theo chuyên gia quân sự Ukraine Roman Pokala, ý tưởng sử dụng máy bay hạng nhẹ chở theo một lính bắn tỉa để đánh chặn UAV do cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR đề xuất. Để xây dựng lực lượng này, chi phí đầu tư không quá lớn khi mỗi chiếc A-22 chỉ khoảng $35,000. Từ đoạn video, binh sĩ Ukraine được trang bị súng trường tấn công Maliuk do nước này tự phát triển và được sử dụng rộng rãi trong lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Cũng theo ông Popkala, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đây của Nga vào các sân bay khác nhau của Ukraine chỉ ra một thực tế, UAV đối phương đang tự do hoạt động trong không phận Ukraine. Ông cho rằng UAV Nga hoạt động nhiều giờ trên không, tìm kiếm mục tiêu mà không bị đánh chặn. Theo chuyên gia Popkala, hệ thống phòng không vác vai Manpad của Ukraine quá ít, hệ thống phòng không Patriot quá đắt và có nguy cơ bị tấn công trả đũa. Còn các vũ khí phòng không khác lại không hiệu quả trong việc đánh chặn UAV cỡ nhỏ. Chuyên gia Ukraine nhận định, đề xuất của GUR sử dụng A-22 đánh chặn UAV mang đến lời giải cho câu hỏi quân đội Ukraine đang tìm kiếm. Arobrak A-22 còn được biết đến với biệt danh Fogbat, được phân loại là máy bay siêu nhẹ và được sản xuất dưới dạng máy bay lắp ráp mô đun và có thể sản xuất ở bất kỳ đâu. Máy bay A-22 có thiết kế đơn giản, hiệu quả và tương đối rẻ. Buồng lái của nó đủ rộng để chở theo một phi công và một lính bắn tỉa. Với lượng nhiên liệu tối thiểu, một chiếc A-22 tiêu chuẩn có thể bay được gần 1.000 km, đủ cho nó thực hiện một chuyến bay tuần tra đánh chặn UAV trong nhiều giờ. Trước khi sử dụng A-22, một số đơn vị không quân Ukraine còn tận dụng máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 để đánh chặn UAV. Tuy nhiên, so với A-22, góc nhìn của vị trí súng máy trên Yak-52 có phần bất lợi hơn. Từ những điểm nêu trên, các phi đội máy bay hạng nhẹ chống UAV sẽ sớm trở thành một phần trong hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine. Về vai trò của A-22, nhiều khả năng chúng sẽ được triển khai để tuần tra bảo vệ các mục tiêu quân sự giá trị cao như sân bay, cảng biển hoặc vùng hậu phương nằm gần tiền tuyến. Hiện tại vẫn chưa rõ kế hoạch sử dụng máy bay hạng nhẹ chống UAV của Ukraine sẽ tiến xa đến đâu, chưa kể các vấn đề liên quan đến nguồn cung máy bay và đào tạo lính bắn tỉa. Tuy nhiên, nếu đánh giá từ những gì chúng có thể làm được, đây vẫn là giải pháp hiệu quả cho đến khi Kiev tìm được cách khác phù hợp hơn. Đối với Ukraine hiện tại, việc tăng cường phòng không là nhiệm vụ cấp bách nếu muốn bảo vệ các khí tài không quân quý giá trước tên lửa Nga. Bất kỳ sáng kiến nào hiệu quả lúc này cũng đáng được thử nghiệm. Ngày 10 tháng 7, tạp chí Phố Quân đưa tin, năng lực tác chiến điện tử của Nga đã khiến các loại đạn dược dẫn đường chính xác của phương Tây trở nên vô dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Khi Mỹ tuyên bố chuyển giao đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS cho Ukraine vào năm 2022, các cơ quan thân Kiev đã dự đoán rằng các loại đạn trị giá $100,000 trên một phát sẽ giúp pháo binh Ukraine tấn công chính xác hơn rất nhiều và khiến Nga chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Phố Quân, các chỉ huy Ukraine cho biết, quân đội Nga tìm ra cách khắc chế chỉ trong vòng vài tuần. Thiết bị gây nhiễu tín hiệu của Nga đã được sử dụng để cung cấp tọa độ sai cho đạn pháo và can thiệp vào ngòi nổ của chúng, khiến chúng đi chệch hướng hoặc rơi xuống đất mà không phát nổ, tờ tạp chí Phố Quân dẫn lời các chỉ huy Ukraine. Đến giữa năm ngoái, đạn M982 Excalibur do RTX và Besiktan phát triển về cơ bản trở nên vô dụng và không còn được sử dụng. Liên Xô đã đầu tư rất nhiều vào tác chiến điện tử EVK trong những năm 1980, coi công nghệ gây nhiễu là một bức tường thành quan trọng chống lại tên lửa dẫn đường và đạn pháo mà Mỹ đang bắt đầu phát triển vào thời điểm đó. Trong khi các vũ khí như đạn pháo Excalibur từ những năm 1990
đã được Mỹ sử dụng để oanh tạc ở Iraq và Afghanistan. Các quan chức và nhà phân tích ở Washington đã kết luận rằng chúng kém hiệu quả hơn nhiều trước một đối thủ ngang tầm như Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm William LaPlante cho biết quân đội Nga thực sự rất giỏi trong việc can thiệp vào vũ khí dẫn đường. Người từng dự đoán rằng vũ khí phương Tây sẽ giúp Ukraine giành lại Crimea vào cuối năm 2023, tướng Mỹ Ben Hargett nói với tờ báo rằng chúng tôi có thể đã đưa ra một số dự đoán sai lầm vì trong 20 năm qua, chúng tôi đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công những lực lượng không thể ngăn cản chúng, nhưng Nga và Trung Quốc có khả năng làm điều này. Một số hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của NATO cũng gặp số phận tương tự ở Ukraine. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, GLSDB mới được phát triển, một dự án chung của Boeing ở Mỹ và Saab ở Thụy Điển, đã được trao cho Ukraine vào đầu năm nay. Tuy nhiên, loại vũ khí này đã ngay lập tức bị dứt khỏi chiến trường sau khi nó tỏ ra hoàn toàn vô hại trước EVK của Nga. Các binh sĩ Ukraine cũng cho biết, tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể độ chính xác của các tên lửa GMLRS do phương Tây cung cấp của Ukraine, được bắn từ hệ thống pháo và lực HIMARS. Tương tự như đạn pháo Excalibur, tên lửa GMLRS từng được các chuyên gia và nhà phân tích thân Kiev mô tả là yếu tố thay đổi cuộc chơi sẽ xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Nga từ lâu đã khẳng định rằng không có hệ thống vũ khí nào của phương Tây có thể ngăn cản họ đạt được chiến thắng. Tuần trước, đại sứ Moscow tại Washington, ông Anatoly Antonov cảnh báo cung cấp những vũ khí này cho Ukraine là một dự án vô ích, sẽ chỉ khuyến khích Kiev thực hiện các tội ác mới.